Tiếp theo đó là thầy hướng giảng dạy cái câu 1.4 ha. Thì các em lưu ý là đây là đề nó cho là A, B là hai biến cố trong cùng một không gian xác suất nè. Thì mình có là xác suất của biến cố A ngang là 38, xác suất của biến cố B là bằng 1 phần 2, và xác suất của biến cố A giao B là 1 phần 4. Như vậy thì tính xác suất của các biến cố sau đây. Thì thầy để tiết kiệm giấy thì thầy giải đây đi. Để thầy giải đây. Thì là đầu tiên đó là mình sẽ tính BA ra. Thì ta có là BA nó sẽ bằng 1 trừ cho BA ngang. Nhưng mà BA ngang của mình là 5 phần 8 không? Tức là 1 trừ 5 phần 8. Thì cái này ra 3 phần 8. Tiếp theo mình giải câu A. Tức là câu A tức là xác suất của biến cố A hợp B đó. A hợp B. Thì các em lưu ý là biến cố mình ở đây mình sử dụng công thức cộng xác suất nha, tức là bằng xác suất của biến cố A cộng cho xác suất của biến cố B trừ cho xác suất của biến cố A giao B và thế số vô. Cái này là 3 phần 8 còn cái này là 1 phần 2 và trừ cho 1 phần 4. Đấy không? Đấy, thì chỗ này chúng ta có thể sử dụng cái máy tính là chúng ta bấm ra cũng được. Đấy không? Hoặc là chúng ta tính nhẩm cũng được. Đây là 3 phần 8 nè. Rồi cộng cho 1 phần 2 rồi trừ cho 1 phần 4 mình bấm 1 chia 4 tức là 1 phần 4 ra kết quả là 5 phần 8 thôi. Đấy, thì đáp số chỗ này nó sẽ là 5 phần 8 5 phần 8 ở cái câu B đó. Ở câu B thì giải câu B bằng cách này thì mình lại áp dụng công thức của ở câu A lại, tức là BA hợp với B ngang. Đấy. Thì nó sẽ bằng là BA cộng cho B của B ngang trừ đi cho xác suất của biến cố A giao với B ngang. Đấy. Thì ở đây đó thì BA của mình nó là bằng 3 phần 8, mình thấy kết quả vô nè. BA là 3 phần 8. Còn BB thì mình lấy là BB ngang đó thì mình lấy 1 trừ BB. 1 trừ BB. Đấy. BB ngang này thì bằng 1 trừ BB. Được chưa? À, còn cái B BA B ngang đó tức là biến cố xác suất của biến cố A trừ B đó thì nó sẽ bằng xác suất của biến cố A trừ đi cho xác suất của biến cố A giao với B. Nó ngoặc lại. À, mình thấy số vô tiếp tục thêm lần nữa thì ở đây nó sẽ bằng cái gì? 3 phần 8 viết lại cộng 1 trừ 1 phần 2 rồi đó là trừ cho BA là 3 phần 8 rồi mới cộng lại cho 1 phần 4. 1 phần 4 thì cái ở trước này có dấu ngoặc này, nó có dấu trừ thì trong đây đổi dấu rồi. Thì mình thấy là 3 phần 8 này nó triệt tiêu với 3 phần 8 này, còn 1 mà trừ 1 phần 2 là ra 1 phần 2. Thấy không? 1 phần 2 mà cộng với 1 phần 4 thì nó ra 3 phần 4. Phần 4. Còn cái câu C. Câu C thì yêu cầu là tính xác suất mà cả A và B đều không xảy ra, tức là xác suất của biến cố A ngang giao với B ngang. Thấy không? Thì cái này á tức là xác suất này nó chính là xác suất của biến cố là không, AB đều không xảy ra. Đúng không? Thì biến cố đối của nó chính là biến cố là có ít nhất một biến cố xảy ra, nó chính là biến cố này. Đúng không? Tức là mình sử dụng lực đồ một gang á thì cái này nó chính là A hợp B tất cả biến gạch ngang, tức là nó biến cố đối của biến cố A hợp B thì nó bằng 1 trừ do xác suất của biến cố A hợp B và thế số vào thì ta được là 1 trừ cho 5 phần 8 thôi. Thì nó lại ra là 3 phần 8. Tiếp tục là mình tính cái câu câu C, câu D. Câu D là nó nói là A và B không xảy ra đồng thời. Các em lưu ý chữ không nè, mà xảy ra đồng thời. Không này là cái không xảy ra đồng thời này. Tức là ở đây mình sẽ tính xác suất của biến cố đối của biến cố AB xảy ra đồng thời, đúng không? Chứ không là biến cố đối đó.
Đấy, thì áp dụng công thức biến cố đối thì nó bằng 1 trừ cho xác suất của biến cố A do B. Đấy, thì lúc này nó sẽ bằng 1 trừ cho 1 phần 4. 1 trừ cho 1 phần 4 thì nó ra 3 phần 4. Rồi, câu E. Chúng ta sang câu E. Câu E là chỉ có A xảy ra thôi. Thì câu E đó chính là xác suất của biến cố A giao B ngang, tức là A trừ B đó. Thì các em phải nhớ công thức này nha. Tức là B A trừ cho B AB. AB và thế số vô. BA thì bằng 3 phần 8 nãy mình tính ở trên rồi. Và trừ cho BAB tức là bằng 1 phần 4. 1 phần 4 là 2 phần 8 đúng không? Thì cái này ra 1 phần 8. Còn câu F. Câu F chính là cái gì? Câu F nó chính là chỉ có một trong hai biến cố A hoặc B xảy ra thôi. Tức là mình sẽ tính xác suất của biến cố A giao với B ngang. A giao với B ngang hoặc là A ngang giao với B. Thì ở đây mình sử dụng công thức hai biến cố xung khắc này. Thì xác suất của biến cố tổng nó sẽ bằng tổng xác suất tức là A B ngang cộng cho xác suất của biến cố A ngang B. Đấy. Thì A B ngang ở trên mình tính được là 1 phần 8 rồi. Còn cái A ngang B á, thì mình lại áp dụng công thức. Cái này nó chính là biến cố gì? Này nó chính là biến cố B trừ A đó. Thì ở đây mình sẽ lấy xác suất của biến cố B trừ đi cho xác suất của biến cố A giao B. Đấy. Và ở đây mình sẽ thế số vô thêm cái nữa. Thế số vô thêm cái nữa thì nó sẽ ra kết quả. Tức là lúc này nó sẽ bằng là 1 phần 8 nè. BB thì nó bằng 1 phần 2 đúng không? BB 1 phần 2 rồi trừ cho BAB là 1 phần 4. Đấy, tức là 1 phần 8 mà mình đem cộng cho 1 phần 4. 1 phần 2 mà trừ cho 1 phần 4 á, thì nó ra 1 phần 4. Nên là 2 phần 4 là 3 phần 8. Cái này nó chính là 2 phần 8 mà cộng 1 phần 8 là 3 phần 8. Thì ở đây là cái bài số 1.4 mà mình vận dụng tính chất của xác suất và các cái công thức cộng xác suất cũng như là công thức xác suất của biến cố hiệu nha các em.